chương 771, trả thù. Còn đến không kịp ngăn cản, kiếm kia liền trọng thương yêu hồ. Một tiếng gào thống khổ, liền sát hoa nhài nghe xong đều cảm thấy bi thương. Yêu quái, để mạng lại. Đừng nhìn nam nhân hơi mập hình thể cũng không tráng kiện, thế nhưng là động tác lại không có chút nào chậm, cả người đã bay đến giữa không trung, cùng cái kia yêu hồ dằn co. Bất quá hai ba chiêu, sát hoa nhài thì thấy lấy yêu hồ đã bị đánh liên tục bại lui. Một kiếm trảm tại yêu hồ trên lỗ tai, một kiếm lại rơi vào trên tứ chi, trên thân trắng như tuyết lông tóc cũng bởi vì vết thương nhiễm lên rất nhiều màu đỏ. Mặc dù cái này yêu hồ đã tu luyện ra pháp tướng, nhưng mà tại vị này thôn trưởng trước mặt lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Tự hồ cái này cũng là phải, nếu không phải bởi vì sát hoa nhài cầm đi cái kia ba con tiểu hồ ly, đầu này yêu hồ thì sẽ không xâm nhập sông Nguyệt Thôn, nguyên nhân cuối cùng. Chính là bởi vì cái này chỉ yêu hồ biết tại sao Nguyệt Thôn có chính mình không đối phó nổi tồn tại. Bằng không thì lấy yêu tộc yêu tính chất, chỉ sợ là đã sớm không có thôn này thôn đang chờ muốn một kiếm kết quả cái này chỉ yêu hồ tính mệnh lúc một đoàn khói trắng nổ tung cái kia yêu hồ không biết sử xuất như thế nào thủ đoạn bảo mệnh từ bên trong chiến trường đào thoát mập mạp thôn trưởng cũng chỉ đành thu kiếm mà quay về đáng tiếc không có đem cái này chỉ yêu hồ cho trực tiếp chém giết bất quá hoa nhài cũng không cần lo lắng nó còn có thể tìm tới cửa ít nhất tại đoạn thời gian gần nhất nó thì sẽ không ta đã đưa nó cho đánh thành trọng thương coi như không chết cũng là muốn lột da sát hoa nhài sắc mặt như thường biểu lộ bình tĩnh mặc dù cũng không vui đối phương đem cái kia yêu hồ đánh cho chạy, nhưng cũng không đạo lý đi cùng hắn phát cáo. Sau đó ta sẽ cho người chế tạo một cái khá một chút chiếc lồng, lại chuẩn bị một chút đồ ăn cho hoa nhài đưa đi. Một hồi phong ba kết thúc như vậy, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thậm chí chưa từng hù dọa bất kỳ gần sóng nào. Sát hoa nhài cũng không có ở trước cửa dừng lại lâu, trực tiếp mang theo đồ vật trở về gian phòng của mình. Đem chiếc lồng lần nữa thả lại trên mặt bàn, cẩn thận nghĩ nghĩ vừa rồi hết thảy, tự hồ có chút vấn đề hắn ra tay quá gấp một chút, hơn nữa ra tay tàn nhẫn như vậy, biết không dùng lo lắng cái kia yêu hồ sẽ tạo thành nguy hiểm gì, lại chiêu chiêu cũng là muốn đi yêu hồ tính mệnh, nếu không phải cuối cùng cái kia yêu hồ dùng hết cái gì bảo toàn tánh mạng thần thông, chỉ sợ là đã trở thành một cổ thi thể. Dạng này khả nghi, giống như chính là vì ngăn cản sát hoa nhài cùng cái kia yêu hồ tiếp xúc, là đang giấu giếm cái gì không? Nhưng một đầu ăn thịt người yêu vật mà thôi, nếu không phải đối phương ra tay, sát hoa nhài cũng sẽ không có bất luận cái gì đồng tình, nghĩ đến cũng là xuống sát thủ nhưng việc này đặt ở trên người hắn thì không khỏi không gây nên sát hoa nhà nhiều hơn suy xét. Hơn nữa ngược lại sẽ cho người biết mình hành động, vậy còn không bằng trực tiếp đến hỏi rõ ràng. Quay người liền lại đi tìm đến thôn trưởng. Hắn lúc này còn thật sự tại phân phó người đi chế tạo có thể dung nạp ba con hồ ly lồng sắt. Sát hoa nhài đến thời điểm, cái kia hạ nhân đang mang theo thợ rèn rời đi. Hoa nhài là còn có chuyện gì sao? Mỗi một lần nhìn thấy, hắn đều là như vậy khách khí cùng nhiệt tình. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, cái kia yêu tộc đến cùng giấu giếm bí mật gì, ngươi nhưng phải ngăn cản ta tiếp xúc với hắn. Thông trưởng chớp chớp mắt, khóe miệng hơi hơi câu lên, nói thậm chí ngay cả cái này cũng không có lừa gạt được ngươi, ta đúng là đang ngăn trở ngươi cùng đầu kia yêu hồ tiếp xúc. Cho nên, đây rốt cuộc vì cái gì? Sát hoa nhài lần nữa truy vấn. Ngươi đã tìm được đứa bé kia, cũng biết đứa bé kia gia gia bị đầu này bạch hồ ăn, dựa theo tính tình của ngươi, là sẽ thay người trừ hại, giết đầu này yêu hồ, nhưng ngươi lại không thể giết nó, nếu là nếu như giết nó, ngươi liền chân chính không cách nào rời khỏi nơi này, cho nên ta không thể giết, nhưng mà ngươi có thể, ngươi là đang thay ta động thủ. Sát Hoa Nhài lại có chút hoang mang. Ngược lại là cũng có thể hiểu như vậy, nếu là ngươi thật sự cho rằng như vậy, ta cũng không ngại nhờ ơn của ngươi. Thông trưởng thế mà trực tiếp liền thừa nhận. Như vậy vấn đề thứ hai, ta vì cái gì không thể giết hắn? Đối với vấn đề này, Sát Hoa Nhài cũng không có nhận được thứ mình muốn đáp án, mà nàng lại cảm thấy đối phương đáp án thuần túy chính là nói nhảm, hoàn toàn không thiết thực đã như vậy, vậy nàng còn không bằng trực tiếp đi tìm đến đầu kia Bạch Hồ, coi như không giết hắn, không hỏi liên quan tới chính mình sự tình, cũng cần phải đi hỏi một chút hắn tại sao muốn giả trang thành tiểu duy gia gia. Tự nhiên rất không có khả năng là ăn vì càng nhiều người, chỉ sợ hắn liền tiến vào sông Nguyệt Thôn cũng là bốc lên rất nhiều phong hiểm. Đến nỗi như thế nào tìm được đầu này yêu hồ, nhưng cũng dễ dàng, trong không khí tràn ngập yêu khí để cho sát hoa nhài rất dễ dàng liền xác nhận vị trí. Thế mà không nghĩ tới hắn vẫn là trở lại mình cái kia sao huyệt hút cây lối vào chỗ nhỏ xuống mấy giọt máu dấu vết, càng thêm vững tin hắn liền tại bên trong. Nhưng lần này tới, sát hoa nhài cũng không có mang theo cái kia ba con tiểu hồ ly. Còn không có đi vào bên trong, liền nghe được bên trong tiếng gào thét, hắn biết tới một cái khách không mời mà đến, mà hắn chính xác cũng không chào đón. Nhưng mà sát hoa nhài cũng không để ý chủ nhà là cảm thụ gì, trực tiếp liền đi vào. Cái kia cái giường đá đã không cách nào đang ngủ người, thì thấy đến đầu này yêu hồ huyển hóa ra chân tướng, hư nhược nằm ở xó xỉnh bên trong, nguyên bản trắng như tuyết lông tóc lúc này đều nhiễm lên một lớp đỏ sắc, thậm chí không cách nào nhìn ra hắn nguyên bản màu sắc. Mà coi như gặp được sát hoa nhài đi tới bên cạnh hắn, coi như biết cái này mùi chính là mang đi ba con tiểu hồ ly gia hỏa, nhưng là bây giờ hắn đều không cách nào lại làm bất luận cái gì phản kháng cùng trả thù. Chính là dùng tiếng gào thét, cũng là có chút hữu khí vô lực. Sát hoa nhài cũng không nhìn thẳng đối phương đầy, ngồi chung một chỗ tan vỡ trên hòn đá, nhìn xem trước mắt yêu thú. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu được lời ta nói, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu là trả lời không tệ, ta có lẽ có thể tha tính mạng của ngươi. Ngươi mơ tưởng. Hóa hình yêu vật nắm giữ một môn ngôn ngữ là đơn giản, cho nên hắn mở miệng nói chuyện, sát hoa nhài cũng không có nửa điểm kinh ngạc. Chính là ngươi mang đi bọn nhỏ, ngươi cái này nữ nhân ác độc, ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, chỉ cần ta còn có một hơi thở tại, liền tuyệt sẽ không để ngươi dễ chịu. Những cái kia lửa giận là không thể không phát tiết ra tới, cũng may lúc này hắn cũng không có khí lực đi chuyển động, sát hoa nhài liền tùy ý hắn đi kêu đi ra sau một lát cảm thấy không sai biệt lắm sát hoa nhài mới lên tiếng ngăn cản nó cái kia ba con tiểu hồ ly ta có thể trả cho ngươi nàng lời nói trực tiếp cắt dứt yêu hồ tiếng chửi rủa ngươi nói cái gì đem bọn hắn còn cho ngươi mà thôi không chỉ có như thế ta còn có thể thay ngươi chữa thương chỉ cần ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề đơn giản vấn đề cũng sẽ không làm ngươi khó xử mặc dù yêu hồ là bán tính bán nghi nhưng hắn không có lựa chọn nào khác tốt lắm chúng ta liền trước tiên từ vấn đề thứ nhất bắt đầu sát hoa nhài cũng là nghiêm túc. Có phải là hay không ngươi giết lão nhân kia? Ngươi tốt nhất trả lời nghiêm túc một chút, ta biết ngươi cũng không phải loại kia ngăn không được thị sát yêu vật. Chương 772, không có chút nào mặt mũi. Không có gặp mặt phía trước, sát hoa nhài cũng đã đối với đầu này yêu vật có một chút nhận biết, từ những cái kia sát đến xem, ngay từ đầu còn tưởng rằng là chính hắn đi ăn, nhưng hiện tại xem ra, nhưng cũng không phải chuẩn bị cho hắn, hẳn là cho ăn cho những cái kia tiểu hồ ly. Mà toàn bộ trong động phủ cũng không có nửa phần mùi huyết tinh, ngược lại trồng một chút thực vật cũng không khó nhìn ra đầu này yêu hồ không hề giống là cái khác những cái kia yêu vật sẽ tồn tại thị sát thiên tính như vậy cái này rất lâu đi qua hắn đều không có giết người bây giờ tự nhiên càng sẽ không đi mạo hiểm như vậy thế là đây hết thảy liền cần một cái khác giải thích hợp lý đây chính là vấn đề của ngươi thật là một cái ngu xuẩn vấn đề coi như ngươi là một cái cao hơn ta thấp chủng tộc thế nhưng vẫn có đồ đần tồn tại đối với hắn nhàm chán mỉa mai sát hoa nhài cũng không đi sinh khí chỉ là nghiêm túc nói, ngươi tốt nhất thành thật trả lời vấn đề của ta, ngươi chớ có cho là ta sẽ không đối với cái kia ba con tiểu hồ ly hạ thủ, ngươi nếu không tin, ta bây giờ liền có thể mang cho ngươi một cổ thi thể. Lần này, đầu này yêu hồ là triệt để sợ hãi, hắn nhìn xem sát hoa nhài, nói, không phải ta giết. Ta chỉ là biến hóa thành bộ dáng của hắn mà thôi. Quả nhiên, trong này cũng không như nàng nghĩ đơn giản như vậy. Như vậy ngươi tại sao muốn làm như vậy đâu? Có thể là hỏi đến đến một chút chuyện bí ẩn, đầu này yêu hồ có chút do dự, Sát hoa nhài liền không thể làm gì khác hơn là lại dùng ra giống nhau thủ đoạn tới thúc giục. Có lẽ ta nên cho ngươi một chút giáo huấn, bằng không thì ngươi rất khó nhớ kỹ ta lời mới vừa nói. Không. Tại hắn tiếng nói vừa ra, liền nghe được yêu hồ thanh âm phản đối. Phản đối thế nhưng là vô hiệu, ba con đều trong tay ta, ta thế nhưng là có đầy đủ nhiều tư bản tới cùng ngươi đàm phán. Không, ta van cầu ngươi, lại cho ta lần cơ hội, ta tuyệt sẽ không do dự. Sát hoa nhài cái này mới dùng sẽ làm trở về. Nếu đã như thế, vậy ta liền cho ngươi thêm một cơ hội a à, ta thật sự không muốn lại đứng lên một lần khi đó ta có thể nói cho ngươi ba người bọn hắn đều biết chết đi là là tất nhiên không tiếp tục một lần cho nên tại sao phải làm như vậy sắc hoa nhài lại đem vừa rồi vấn đề lặp lại một lần bởi vì đứa bé kia tiểu duy đúng hắn gọi là cái tên này bởi vì gia gia của hắn là thân nhân duy nhất của hắn nếu là hắn biết mình gia gia chết hắn nhất định sẽ vô cùng thương tâm cho nên ngươi liền tốt tâm đã biến thành gia gia hắn bộ dáng đi lừa hắn, liền ban ngày tránh về đến nơi đây, buổi tối lại đi gặp tiểu duy chính là lo lắng cho mình bị bắt lại sao. Đúng vậy, ngài đoán không lầm. Sát hoa nhà nhẹ nhàng nở nụ cười, đây chính là rất có ý tứ, ta chưa từng gặp qua giống như ngươi hiền lành yêu vật, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là như thế nào phục vụ khách hàng bản năng của giả thú sao. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng từng có cái này kinh nghiệm a. À? Đúng vậy, ta chính xác trải qua loại kia bản năng dễ dụ quá trình, nhưng có lẽ là bởi vì ta hóa hình đặc thù, là thông qua một vị hòa thượng niệm kinh cảm hóa mà thành, cho nên ta mới có thể dễ dàng thoát khỏi loại kia bản năng đối với ta nội tâm ăn mòn. Cho đến lúc này, sát hoa nhài cuối cùng là nhớ tới cái này chỉ yêu hồ ở trong ấn tượng của mình đại biểu cho người nào. Đây là mộng cảnh, nơi này hết thảy tự nhiên là có chỗ nguyên hình so sánh, tất nhiên không có khả năng vô căn cứ tạo ra, lúc này mới mộng chân lý. Mà ở trong đó lại là chính nàng mộng cảnh, theo lý mà nói, nàng nhìn thấy hết thảy đều là có tham chiếu mới là. Tận đến giờ phút này, sát hoa nhài mới nhớ, trước mặt yêu hồ là như thế nào sáng tạo ra nàng có một cái phật gia bằng hữu đã từng cùng nàng nói một cái cố sự mà chuyện xưa chủ nhân chính là cái kia bởi vì thụ thương bị phật gia cao tăng mang về trong chùa miếu chữa thương mà thương thế tốt sau đó đầu này bạch hồ thế mà không hề rời đi chùa miếu ngược lại là canh giữ ở chùa miếu bên cạnh liền giống như là đang báo ân nhưng cũng bởi vậy hắn có đi cảm thụ phật pháp giảng kinh quá trình mà kết quả chính là thụ cảm hóa bạch hồ cuối cùng trưởng thành cố sự có lẽ cố sự này có chút phổ thông nhưng hắn bây giờ lại bị dùng tại trước mặt bạch hồ trên thân tốt a à, ta có thể nghe được ngươi cũng không hề nói dối như vậy vấn đề thứ hai ngươi biết gia gia đi nơi nào ngươi tất nhiên sẽ đi thay thế hắn đó cũng là bởi vì ngươi biết hắn chết là thấy được thi thể vẫn là lấy được manh mối gì bởi vì ta đã biết một việc một kiện ta vốn cũng không nên biết đến sự tình chính là cái thế giới này kỳ thực nhưng lại tại trên hắn muốn đem lời nói xong một thanh kiếm trực tiếp cắm vào nơi cổ họng của hắn sát hoa nhà nhận ra được kiếm này chính là vị trưởng thôn kia. Rất nhanh kiếm chủ nhân liền đi đi ra. Hoa nhài, ngươi thế mà tìm được ở đây, thật là quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta còn thật sự rất khó phát hiện dạng này một cái yêu vật ngay tại trên rời thôn tử bất quá khoảng mấy trăm thước. Sát hoa nhài rất tức tối, ngươi tại sao muốn trực tiếp giết hắn, hắn đã trọng thương thành như vậy tình cảnh, chẳng lẽ còn có bất kỳ khả năng phản kháng sao? Ngươi giết chết hắn, đến cùng là ngầm chứa mưu mô gì? Hoa nhài, ngươi thật là oan uổng ta, ta bất quá là lo lắng ngươi sẽ động thủ giết hắn mới ra tay mặc dù từ đầu đến cuối tìm không thấy trước mặt nam nhân này tại chính mình trong hiện thực mô hình tham chiếu nhưng sát hoa nhài cảm thấy mình nhất định là phi thường hận hắn bằng không thì sẽ không mỗi lần gặp được nam nhân này nàng cũng không biết vì sao lại có một loại tà hỏa từ trong đáy lòng bốc lên đơn giản chính là giảo biện ngươi quả thực cảm thấy mình nói lời đều biết để cho ta tin tưởng sao ngươi giết người bất quá là diệt khẩu có lẽ chính là ngươi đang ngăn trở ta rời đi thông trưởng kia cũng là gương mặt bất đắc dĩ nhưng cũng không biết nên nói gì tới ngăn cản sát hoa nhài. Sát hoa nhài cũng không ngừng nói, có lẽ ta từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ sai, nghĩ quá mức phức tạp, lúc nào cũng cảm thấy hắn là có mục đích gì tới để cho ta tiến vào mộng cảnh, dễ khai cuộc ra ta tìm ẩn ở trong lòng bí mật. Nhưng bây giờ nhìn, tự hồ đơn giản nhất mục đích đúng là ngăn cản ta rời đi, mà ta chỉ cần một mực an toàn sống qua cái này 7 ngày mà nói, như vậy ta đế liền sẽ phục sinh. Ý nghĩ này càng là càng suy xét, liền càng là cảm thấy có khả năng. Kỳ thực ở vào trong mộng cảnh làm như thế nào đều không thể ảnh hưởng đến thân thể tình huống cho nên đây coi như là bảo vệ tốt nhất ta không cách nào chết đi bất quá đáng tiếc ngươi cuối cùng vẫn là bị ta nhìn thấu ta bây giờ liền muốn rời đi ở đây sắc mặt của thôn trưởng cũng thay đổi giống như là bị vạch trần mặt nạ tội phạm hắn vừa có chút xấu hổ vô cùng lại là một mặt phẫn hận thế nhưng là ngươi đã không có biện pháp rời đi hắn chết đây là ngươi duy nhất có thể lấy thông đạo rời đi như là đã không nể mặt mũi như vậy hết thảy ngụy trang cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Sát hoa nhài nhưng cũng là cười, chẳng lẽ ngươi thật sự cho là như vậy thì có thể đem ta cho khốn trụ sao? Ta nếu là muốn ly khai nơi này liền tùy thời cũng có thể rời đi, bởi vì nơi này từ vừa mới bắt đầu liền cho ta đáp án, đây là chính ta mộng. Chương 773, Ve Sầu A à. Thông trưởng lầm bầm một câu, đối với mấy cái này lời nói cũng không thèm để ý. Hắn đương nhiên không cần thiết để ý, coi như sát hoa nhài thật sự rời đi, đó cùng hắn cũng không quan hệ liền thế giới này cũng là giả, hắn bất quá là trong cái mộng cảnh này được sáng tạo ra con rối, đợi đến mộng cảnh phá toái, cái này con rối đương nhiên cũng không có dùng, hắn tại sao còn muốn mang theo hỉ nộ đối đãi những thứ này? Hắn thậm chí nở nụ cười. Vậy tại sao ngươi còn muốn ở đây nói với ta nhiều như vậy? Ở đây bất quá là một tầng mộng cảnh, ngươi cũng không cần để ý cách nhìn của bất luận kẻ nào. Hắn nói không sai, nhưng sát hoa nhài nhưng cũng có lý do của mình. Lưu tại nơi này, tự nhiên là bởi vì có chút hoang mang còn không có giải khai đến hẳn là thời điểm ra đi, ta đương nhiên sẽ rời đi. Nàng bình thản nói. Tên trước mắt không nói, đối với nàng cười cười, rời đi ở đây. Yêu hồ đã chết, mục tiêu của bọn hắn liền đã đạt tới, nàng muốn biết sự tình chung quy là không còn biện pháp. Nếu như có thể đem đầu này yêu vật phục sinh, là được rồi. Ý tưởng này vừa mới trong đầu đụng tới, nàng liền cảm giác có lẽ đó cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Cái này là mộng, mà lại là chính nàng mộng, chẳng lẽ cũng không có một chút biện pháp sao? quay đầu nhìn về phía đầu kia yêu hồ thi thể. Bộ lông màu trắng bởi vì tử vong, lộng lẫy ảm đạm, thân thể nhiệt độ đang không ngừng trôi đi, trên mặt đất chảy xuôi đỏ nhạt huyết, đem nằm trên mặt đất một bên cơ thể nhuộm màu sắc, cái này huyết vẫn còn tiếp tục chảy ra, nó là chết không thể chết thêm. Thử nghiệm suy tư gia hỏa này còn sống bộ dáng, sắc hoa nhài lông mày đều thích chặt cùng một chỗ. Nhưng lúc nào cũng thiếu đi cái kia đầu, để cho thân thể này không cách nào hoàn chỉnh. Mở mắt ra, đi tới bạch hồ bên cạnh thi thể ngồi xuống, đưa tay ra, đem phía trên con mắt kia cho khép lại, liền thoạt nhìn không có như thế hoảng sợ. Nhưng đợi đến lại nhắm mắt lại đi tư tưởng đầu này, nhưng vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào. Mơ hồ cũng không phải trí nhớ của nàng, mà là có cái gì đang ngăn trở nàng. Mở mắt, nhắm mắt, như thế thử mấy lần, đều không được biện pháp, sát hoa nhài liền cũng từ bỏ. Là ta hại tính mạng của ngươi, nếu không phải ta đem ba con tiểu nhân mang đi, ngươi cũng không đến nổi mạo hiểm đi trong thôn, bị tên kia cho lấy tính mệnh. Sát hoa nhài nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, có lẽ, khi ta với ngươi tiếp xúc cũng đã chú định vận mệnh của ngươi khó thoát nơi này cái này cũng là chuyện không có cách nào tuy là trong mộng nhưng cũng là ta có lỗi với ngươi mặc dù không có cách nào đem ngươi cứu trở về liền cũng chỉ đành cho ngươi một cái an sinh chi địa tại ngoài động núi thấp bên cạnh móc một tòa hố đem bạch hồ thi thể bỏ vào mặc dù không cách nào đưa nó phục sinh nhưng ít ra có thể đem vết thương khâu lại cầm máu lại rửa sạch nhiễm ở trên người vết máu liền giống như một lần nữa trở thành cái kia như lúc ban đầu bộ dáng trắng như tuyết lộ ra ánh sáng không có gì đáng lưu luyến sát hoa nhài vì đầu này bạch hồ lấp lên thổ rất nhanh đến lúc cuối cùng một bồi thổ cũng trùng lên trên mặt của nó liền cái gì đều mình tới trở lại chỗ ở thông trưởng đang chờ nàng ngồi ở kia trương trên ghế bành uống trà nhìn qua trong viện một gốc hải đường gặp sát hoa nhài vào cửa liền đối với nàng hô có hay không hứng thú tới nói với ta nói chuyện nàng do dự một chút vẫn là đi tới muốn nói với ngươi thứ gì ngồi ở dưới tay trên một cái ghế trực tiếp hỏi thông trưởng lại không có lập tức trả lời hắn thả xuống chén trà sau mới nhìn hướng sát hoa nhài nói ngươi đem đầu kia súc sinh chôn thật là có chút ra ta dự liệu có thể nói cho ta biết vì cái gì nó bởi vì ta mà chết bất quá làm chút đền bù nhưng cũng không có gì một đầu yêu thú vẫn là tại cái này không thiết thực trong mộng cảnh vẫn còn có thể để ngươi đem hắn vào thổ nó cũng coi như là đáng giá cả đời này nó đáng giá nhất chính là không chết sát hoa nhài cũng không khách khí phản bác Thông trưởng cười ha ha chính xác như thế liền xem như dạng này có thế không chết đương nhiên là không thể tốt hơn nhưng như vậy có cái gì quan trọng hơn ai không biết chết chờ ngươi đi sau đó bọn hắn đều phải chết chỉ là chết sớm chút hắn lại tiếp tục chỉ hướng tại người gác cổng bên cạnh đứng lão nhân ta biết hắn bất quá mới mấy ngày ngắn ngủi thế nhưng là trong trí nhớ đã có mấy chục năm hắn biết mình đã tận tâm tận lực hầu hạ cái nhà này cả một đời cũng sẽ ở ta chỗ này đến hắn chết già nếu như có thể sống quãng đời còn lại cuộc đời của hắn liền không có quá nhiều có thể oán trách sự tình đây chính là hắn bây giờ hy vọng duy nhất sự tình. Nhưng mà, đây hết thảy bất quá là giả tạo ký ức, chưa từng có mấy chục năm phục thị, mấy ngày sau, hắn lại muốn không hiểu biến mất, đây mới là cuộc đời của hắn, ngắn ngủi giống như ve sầu. Coi như nói nhiều như vậy, sắc hoa nhài trên mặt lại không có nửa điểm động tĩnh, nàng cũng không có tất yếu, mai tán đầu kia bạch hồ cũng bất quá đối với nội tâm mình một tia an ủi, những người khác, sinh tử đối với nàng đều chẳng qua là cái cố sự. Thông trưởng cũng không có bởi vì sát hoa nhài lạnh nhạt mà dừng lại, hắn tiếp tục lấy cười khổ một tiếng nói nhiều như vậy chính ta cũng bất quá như thế không cần thiết đi thương hại bọn hắn sinh tử ngươi không cần cùng ta nói những thứ này ta biết ngươi ý tứ cảm thấy ta là nữ nhân tâm sẽ mềm chút để cho ta đem cái mộng cảnh này lưu thêm tiếp theo đoạn thời gian mặc dù liền điểm phá ý nghĩ thông trưởng cũng không có nửa điểm thẹn thùng cười nói hoa nhài thông minh như thế một mắt liền xem thấu ta những thứ này tiểu tâm tư kỳ thực không dối gạt hoa nhài ta cũng bất quá là muốn lưu thêm phía dưới chút thời gian mà thôi cũng vì những thứ này một tên đáng thương lưu thêm tiếp theo chút thời gian gặp sát hoa nhài vẫn là mặt không biểu tình thôn trưởng vội vàng nói bổ sung đương nhiên ngươi có thể yên tâm cái này sẽ không không công đi nhường ngươi lưu tại nơi này ta có thể dùng một cái tình báo tới cùng ngươi trao đổi sát hoa nhài do dự bây giờ nàng chính là biết đến tin tức quá ít mặc dù đây là trong mộng của nàng thế nhưng là rất nhiều không thuộc về nàng trong mộng gia hỏa xông vào sát hoa nhài muốn đối phó những vật này cũng chỉ có thể không ngừng sưu tập tình báo mà bây giờ một cái kẻ ngoại lai có thể đề cao tình báo khẳng định so với lên chính nàng phí sức tìm kiếm muốn tới chính xác cùng tiết kiệm thì giờ ta có thể cân nhắc nhưng cũng phải nhìn nhìn thành ý của ngươi. Sát Hoa nhài lạnh nhạt mà hỏi. Mặc dù không có để cho Sát Hoa nhài lập tức liền đáp ứng nhưng cũng là thuyết phục nàng, cái này đầy đủ hắn cảm thấy cao hứng. đương nhiên có thể, yêu cầu của ta cũng không quá đáng, ba ngày mà thôi, chỉ cần Hoa nhài có thể ở đây lưu thêm hạ tam thiên, ta có thể nói cho ngươi liên quan tới cái nghi thức này từ đầu đến cuối đây là một cái nghi thức, sát hoa nhài cũng đoán được chút. Dù sao nàng sẽ không vô duyên vô cớ bị kéo vào tiếng ở đây, lúc nào cũng mang theo mục đích nào đó. Bây giờ tự nhiên là càng thêm tin chắc, nhưng còn không rõ ràng lắm cái nghi thức này muốn thế nào đi làm, đáp án cũng liền ở trước mắt, chỉ cần sát hoa nhài đáp ứng có thể ở đây lưu thêm hạ tam thiên, nàng liền có thể biết cái nghi thức này hết thảy, bởi vậy nàng cũng liền có thể làm ra cùng ứng đối sách. Nhiều nhất hai ngày. Nàng mười phần kiên định nói, phản phất một bước cũng sẽ không nhượng bộ chương 774, lão quản gia. Tại cái này gọi là sông Nguyệt Thôn trong mộng cảnh, cẩn thận đi quan sát, phát hiện người nơi này sinh hoạt rất là an nhàn. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Hướng về phương đông hướng chính là một lũng lũng ruộng lúa, lúc này vừa vặn là đầu mùa xuân, vừa vung xuống đi hạt giống, chỉ là toát ra từng chút một xanh nhạt, còn không có hoàn toàn mọc ra. Sát hoa nhài cũng không quan tâm dân nuôi tầm, nàng đi tới nơi này cũng không phải đi xem cái này sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, tại người khác trong mắt hy vọng, có thể đối nàng tới nói, là giả tạo vẻ mà thôi. Bên cạnh lão nhân là nhà trưởng thôn cái kia thủ vệ, nhưng hôm nay hắn bị thúc ép vì sát hoa nhà dẫn đường, hai người đi ở trên đường nhỏ, không vội không chậm. Tuy nói ký ức cũng là giả tạo, nhưng mà đối với cái này canh cổng lão nhân mà nói, lại là giống như cái kia quá khứ vài chục năm nay chân thực kinh nghiệm. Hoa nhài cô nương, ta từ trước đến nay thì sẽ không ra lão gia nhà đại môn, nhưng hôm nay nếu không phải lời của ngài, ta là không muốn mang cái này lộ, ta tại lão gia nhà hơn 60 năm, Hết thảy hầu hạ ba vị lão gia, ta đánh tiểu lớn lên ở lão gia trong nhà, lão gia nhà cũng chính là nhà của ta. Có lẽ là đã có tuổi, lúc nào cũng thích đi khoe khoang qua lại vinh quang. Chính là hiện tại vị lão gia kia, đó cũng là ta nhìn lớn lên, ta bồi khi đó lão gia bên cạnh, nghe hài tử tức tiếng khóc chào đời, tiếp đó từ từ lại bắt đầu lớn lên, cuối cùng bất tri bất giác cũng đã dài đến lớn như vậy, ta thậm chí cảm giác cái kia hết thảy thật giống như tại giống như hôm qua, ha ha, nói đến, trong nhà này giống như liền không có ta không biết đồ vật hắn càng nói càng là bên trên, nếu không phải hắn quá mức hưng phấn, sát hoa nhài đều cho là hắn là thôn trưởng kia phái tới chuyên môn cho mình kể khổ. Đối với loại chuyện này cũng không quan tâm, sát hoa nhài cũng chỉ là coi như gió thoảng bên tai tầm thường thổi qua, ngay tại sát hoa nhài đều phải quen thuộc loại thanh âm này, lại tại đi một đoạn đường sau đó, âm thanh đột nhiên ngừng. Nàng đương nhiên hướng về lão nhân nhìn sang. Người đứng ở nơi này, cũng không động đậy nữa. Thế nào? Vừa hỏi ra, lão nhân lại tiếp lấy vừa mới đứt tiếp tục nói loại sự tình này, ta là cho tới bây giờ. Liền giống như đoạn mất máy móc, lại đột nhiên khôi phục. Mà vừa rồi sắc hoa nhài vấn đề, xem ra là không có bị nghe được, bất quá nàng cũng không có hỏi lần nữa, bởi vì nàng biết, coi như hỏi lần nữa, đối phương cũng nhất định sẽ không biết. Lần này, sắc hoa nhài không có đem lão nhân cho che đậy tại chính mình bên ngoài. Nhớ kỹ có một lần, trong thôn ra ôm dịch, từng mảnh từng mảnh người đều chết ở ven đường, cũng không có ai đi đem thi thể gom, tùy ý quả đen tới tha đi nhiều, trong nhà cũng xảy ra vấn đề, có một vị thiếu gia liền bệnh chết, đại gia lòng người bàn hoàng, nhao nhao muốn từ trong nhà chạy đi. Bọn này tạp chủng nuôi, bình thường ăn trong nhà, cuộc sống thoải mái lấy, thế nhưng là đến lúc này, thế mà đi đoạt đồ trong nhà muốn đi chạy trốn. Bọn hắn a, đều không phải là người a. Những cái kia trắng bóng gạo và mì đều là thượng hạng, liền bị những tạp chủng này đoạt đi, dạng này cũng coi như trên mặt đất còn làm hại rất nhiều, nhìn để người đau lòng. Sát hoa nhài lần thứ nhất xen vào nói, ngươi vì cái gì không có cùng bọn hắn cùng một chỗ chạy trốn đi? tự hồ cũng cảm thấy kỳ quái chút, lão nhân quay người lại mắt nhìn sát hoa nhài, tức giận đáp, ta cũng không phải loại kia tạp chủng, không hiểu được cảm ơn đái đức ngu xuẩn, lão gia nhà đợi ta rất tốt, ta sao có thể tại loại kia tình huống phía dưới ném đi lão gia cùng thiếu gia chạy trốn. Bất kể có phải hay không là xuất phát từ nguyên nhân này, nhưng mà hắn đều hẳn là lưu lại, cái này cũng đã so với người khác tốt hơn rất nhiều. Hắn vẫn còn nói lấy, tại tự thuật chính mình những cái kia uy vũ đi qua. Vậy chẳng lẽ ngươi liền không có nửa điểm trêu đến nhà ngươi lão gia mất hứng chỗ? Sát hoa nhài hỏi. Không có, cái này sao có thể sẽ có? Hắn quay đầu, là kiên định như vậy phủ nhận nói. Sát hoa nhài liền chỉ là nhìn xem hắn, cũng không nói lời nào. Lão nhân bị nhìn rùng mình, liền không thể làm gì khác hơn là nhượng bộ một bước nói, kỳ thực cũng không hoàn toàn là không có nửa điểm vấn đề, nhưng ta cuối cùng sẽ kịp thời bổ túc lại, cho nên cũng không tạo thành cái gì phiền toái lớn, nhiều năm như vậy tới, ta mặc dù lúc nào cũng cẩn thận tỉ mỉ, thế nhưng còn còn có phạm hồ đồ thời điểm. Đó là cái gì thời điểm? loại ký ức này lúc nào cũng so với những cái kia quan huy ký ức tới càng thêm khắc sâu bởi vì đây có lẽ là lão nhân trong cuộc đời duy nhất vết nhơ hắn cảm xúc thấp rất nhiều chậm rãi nói tới kỳ thực có một lần ta mang theo tiểu thiếu gia cũng liền bây giờ cái vị kia lão gia đi trên chợ đuổi theo tụ tập tiểu thiếu gia đặc biệt hưng phấn gặp được nước ngoài tới buôn bán ngựa người hồ liền muốn đi thử lấy lên ngựa ta đương nhiên không dám để cho tiểu thiếu gia làm chuyện nguy hiểm như vậy tự nhiên là cố hết sức ngăn cản ngươi hẳn là cũng không sai sát hoa nhài nghi ngờ nói nhưng nếu là ta khi đó nếu là không có nhã ra thì tốt biết bao tiểu thiếu gia cầu ta ta muốn chỉ là đi lên ngồi một chút có lẽ cũng không có gì vấn đề lớn nhưng chính là xảy ra vấn đề không biết nơi nào tới tảng đá để cho mã bị kinh sợ vốn là vững vàng ngồi ở trên lưng ngựa tiểu thiếu gia cũng bị ngã xuống nếu không phải một bên người hồ nhanh mắt đem ngựa cho dời đi sợ là tiểu thiếu gia liền bị đám kia ngựa cao to đạp cho chết tại dưới chân cái này mặc dù có lỗi nhưng càng nhiều vẫn là ngoài ý muốn nhưng cũng không thể trách đến trên người của ngươi, ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng. Lão nhân thở dài, nếu như chỉ là như vậy, qua một thời gian ngắn ta có lẽ cũng liền quên đi, nhưng chính là lỗi của ta, nếu không phải ta lên tư tâm, tuyệt sẽ không để cho sự tình phát sinh. Đây là ý gì? Ngươi biết lúc đó tiểu thiếu gia cầu ta thời điểm nói gì không? Sát hoa nhài không nói gì. Tiểu thiếu gia nói, trong nhà này, cũng chỉ có ta cùng hắn là thân cận nhất, chính là hắn lão gia cũng không sánh được, mặc dù gọi cái này lão gia một tiếng cha, thế nhưng là hắn lại cảm thấy ta so với cha ruột còn muốn hôn. Ta hồ đồ A, làm sao lại động lòng, đó là lão gia hài tử, không phải ta như vậy một người làm có thế nghĩ. Ta sao có thể suy nghĩ, đem thiếu gia coi như là con của mình đâu, ta thật là ngu xuẩn A. Nếu không phải ta động loại này sẽ không có vọng tưởng, thượng thiên cũng sẽ không hạ xuống trừng phạt tới, để cho thiếu gia thiếu chút nữa thì chết. Lão nhân là thấp như vậy rơi, mí mắt cục xuống, vốn là chính là nếp nhăn đầy mặt, lúc này nhìn càng thêm già yếu. Mặc dù về sau, lão gia cũng không có quá trách cứ ta chỉ là dạy dỗ hai câu nhưng ta lại luôn không thể quên được cái này sai bất quá điều này cũng làm cho ta biết quyết không thể có bất kỳ ý nghĩ xấu sắc hoa nhài không có đi bình luận lão nhân thuyết pháp nàng muốn hỏi vấn đề cũng không phải là loại này vậy cái này rất nhiều năm tới liền không có khác cùng người khác địa phương khác nhau sao tỷ như phải chăng có người nói qua ngươi lại đột nhiên dừng lại qua hai giây mới có thể tỉnh lại lần nữa tình huống lão nhân lắc đầu ta như thế nào nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì tại sao có thể có loại vấn đề này, ngươi không phải là tại nói ta đi, hoa nhài cô nương tại cùng lão đầu ta đùa giỡn hay sao? Chương 775, Nghi thức bí mật Không có hỏi đáp án, nhưng chỉ là đại biểu cho tại hắn loại này hư cấu trong trí nhớ cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này. Mà nghe xong đây hết thảy, sát hoa nhài phát hiện cái này một số người ký ức là chính mình hoàn toàn chưa nghe nói qua cái chủng loại kia. Nếu là chính mình mộng, thế nhưng lại xuất hiện một chút chính mình đồ không có, vô căn cứ tạo ra nhưng cũng không phải là mộng năng lực, nàng nghĩ nghĩ, cái này giống như cũng có thể nói chuyện với mình người, mà loại người này liền có thể là từ ngoại giới xâm nhập trong mộng của mình gia hỏa. Bất luận là hay không, đối với lão nhân trước mặt, sát hoa nhà nhiều mấy cái trong chừng tâm nhãn. Mà vừa rồi dừng lại, phải chăng có thể lý giải thành một loại đặc thù nào đó hành vi. Chưa tới phía trước sắp đến. Nghe lời này, sát hoa nhài cũng từ trong trầm tư tỉnh lại. Kỳ thực ta đến bây giờ cũng cũng đều không rõ, lão gia làm sao sẽ để cho ta mang theo hoa nhài cô nương tới chỗ như thế, nơi này cũng không phải là một nữ nhân hẳn là tới chỗ. Sát hoa nhài đồng thời không để ý lời này, chỉ là hỏi ở đây còn có qua những người khác tới qua sao? Những người khác? Hoa nhài cô nương là chỉ cái nào? Không phải người trong phủ sao? Nếu là loại người này mà nói, có thể hoa nhài cô nương là thứ hai cái. Ngược lại ta ở đây nhiều năm như vậy, đúng là nghe lần thứ hai nói có người muốn tới này cái địa phương quỷ quái. Bất quá đây cũng chỉ là ta biết, có thể cũng còn có người là giấu giếm được đưa vào tới cũng khó nói. Sát hoa nhài tỏ vẻ hiểu gật đầu, ta tới này bên trong là chính ta yêu cầu, cũng không phải nhà ngươi lão gia để cho. Nếu không phải nhà mình lão gia cho phép, coi như dù thế nào cho phép đều khó có khả năng tới. Hắn ở trong lòng oán thầm, một bộ đối với sát hoa nhài cao ngạo cảm thấy bất mãn biểu lộ. Sát hoa nhài cũng có thể nhìn ra được hắn biểu lộ ý tứ, nhưng không nói chuyện, cũng không cần thiết, nhưng không đáng vì loại chuyện này cùng một cái người hầu trí khí. Rất nhanh, hai người liền đã đến một tòa lâm trại. Nơi này để cho sát hoa nhài có loại quen thuộc cảm giác, theo lý thuyết đây là chính hắn trong mộng đồ vật đi báo cáo nhà ngươi trại chủ liền nói xong nguyệt thôn có người tới bái kiến lão nhân gia ông ta thanh âm này là hướng về phía tòa này trại nơi đài cao nói tại một chỗ thấp sườn núi một chỗ khác có hai tên gia hỏa liền thu đến tin tức một người thật nhanh hướng về trại chỗ sâu chạy đi một người khác nhưng là bắn ra đầu hướng về phía sát hoa nhài bên này hô một tiếng lão quản gia như thế nào hôm nay lại là ngươi tự mình đưa tới cửa đây là ý gì a à? rõ ràng hai phe là lẫn nhau quen thuộc Lão nhân cũng mở ra chuyện vui nói, thế nào, chẳng lẽ bây giờ là lão đầu ta đưa tới người, các ngươi trại cũng là không nhìn tới đúng không hả? Thấp sườn núi sau người kia khoát tay lia lịa, hô, tuyệt không có khả năng này, lão quản gia, coi như chúng ta phải tội ai, cũng tuyệt đối không dám nắc tội ngài. Tốt, ta biết ngươi cái tên này mông ngựa công phu là nhất tuyệt, hôm nay tới là có chính sự, không thể cùng ngươi nói chêm chọc cười, nếu là một khi để lỡ chính sự, ngươi cẩn thận mạng nhỏ mình còn có thể hay không bảo trụ. Tuy nói như thế, thế nhưng là lão nhân lại là cùng đối phương tại vui đùa mà thôi. Chẳng được bao lâu, vừa rồi rời đi hán tử cũng đã là trở về. Mở cửa A. Thế mà cứ như vậy mở cửa ra. Hai hàng từ đầu gỗ xếp mà thành một đạo cực lớn cửa gỗ, từ bên trong chậm rãi kéo ra, nhưng cũng không phải hoàn toàn rộng mở, chỉ là lưu lại một cái khe một dạng, để cho người ta thông qua, sát hoa nhài liền đi theo phía sau lão nhân, hướng về toàn bộ trại chỗ sâu đi đến. Vốn là rất nhiều kiến trúc cũng là ý vào cây cối mà kiến tạo, bây giờ nhìn đi qua, càng là có thể cảm nhận được cái này trại cùng rừng quan hệ. Người nơi này cũng không nhiều, đi bất quá một khoảng cách, có người từ chỗ sâu chạy tới, giống như là tới đón tiếp hai người. Nhưng mà chờ gặp đến người tới sau đó, lại cùng sát hoa nhài nghĩ có chút khác biệt, đối phương là một cái sụ mặt nghiêm túc người, cho dù là lão nhân, cũng mất vừa rồi cùng người nói chuyện lúc nhẹ nhõm. Biết là hai vị tới ta trong trại, trại chủ mệnh ta tới đón các ngươi một chút. Là. Làm phiền hạ tiên sinh. Lão nhân nghiêm túc gật gật đầu, sắc hoa nhài bất quá là ở một bên nhìn xem mà thôi. vị này hạ tiên sinh liền trực tiếp quay người lại, cũng không có nửa điểm tới đón người nhiệt tình, cũng chỉ là từ từ ở phía trước dẫn đường. thậm chí còn tại vô tình hay cố ý bảo trì trước đây sau khoảng cách, lão nhân cũng biết không thể quá mức ngang nhiên xông qua, liền kéo dài khoảng cách cùng tô hàng đi ở phía sau. bởi vì đoạn khoảng cách này, sắc hoa nhài cũng là nhẹ giọng hỏi câu bên cạnh lão nhân, hơn nữa hẳn sẽ không bị đối phương cho nghe được. người này đến cùng là ai? lão nhân cũng đồng dạng giảm thấp thanh âm nói người này là trại bên trong quân sư cũng là tú tài lão gia bởi vậy thiên tai chi niên không còn cầu sinh biện pháp liền cũng lên núi rơi xuống giặt cỏ còn chưa nói xong liền nghe được trước mặt vị kia hạ tiên sinh ho khang một tiếng hiển nhiên là hắn vừa ý nghe phía sau tô hàng hai người tiếng nghị luận lão nhân giống như rất sợ hắn cũng không biết là bởi vì quân sư của hắn thân phận còn là bởi vì hắn thân phận tú tài nghĩ đến có thể cả hai đều có a kỳ thực đến nơi này đi gặp đến vị trại chủ kia cũng đã rất tới gần. Vốn cho rằng lại là tại một cái so sánh trịnh trọng chỗ gặp mặt, thật không nghĩ đến ngay tại một mảnh cánh rừng chỗ hổng, liền gặp được cái kia đang cùng mấy người thương lượng trại chủ. Một mắt liền cũng liền nhận ra thân phận của người kia, mấy người như chúng tinh phủng nguyệt quay chung quanh bên cạnh hắn, hơn nữa hắn có một loại khác khí chất. Một loại người lãnh đạo khí chất. Mà lúc này, vị kia hạ tiên sinh dừng bước. Lão quản gia, ngươi biết quy củ. Lão nhân rõ ràng là nuốt xuống ngụm nước bọt mới gật gật đầu, ta biết. Nói xong, hắn liền lấy ra một kiện đồ vật đưa cho đối phương, chỉ là bởi vì dùng hộp hộp gỗ đựng vào, sát hoa nhài cũng không biết trong hộp là cái gì. Mà nhận lấy đồ vật, hạ tiên sinh cũng không có lập tức liền mở ra, mà là hướng về phía sát hoa nhài nói, tốt, ngươi đi vào đi. Từ hạ tiên sinh bên cạnh đi qua, sát hoa nhài cảm giác chính mình hẳn là rất khó đối với gia hỏa này có hảo cảm gì, cái kia mãnh liệt ma khí thậm chí so với tô hàng trước đây nhận được trên thanh kiếm kia ma khí còn nặng hơn. Gia hỏa này là cái tu ma, chỉ là cũng không biết hắn làm gì xen lẫn trong trong dạng này một đám người, trốn ở chỗ này cũng không có cái gì, liền sợ là một ít tàn nhẫn mục đích. Bởi vì ma khí là cùng sát phạt chi khí hỗ trợ lẫn nhau, cho nên tu ma là nhất định phải giết người, bằng không thì ma công kia không cách nào tiếp tục tu hành. Nhưng hôm nay đến đây mục đích cũng không phải vì gia hỏa này, đối phó hắn cũng không nóng nảy, vẫn là đi nhìn một chút vị trại chủ kia mới trọng yếu nhất. Lão nhân không cách nào cùng theo, liền chỉ có sát hoa nhài một người đi vào. Mà gặp được có người nhích lại gần, vị trại chủ kia liền lui những người khác, hướng về sát hoa nhài ở đây đó. Hoa nhài, thật là đã lâu không gặp. Mặc dù đối phương kêu lên tên của mình đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng đối phương đã nói lâu không thấy nhưng lại là có ý gì. Chương 776, Mộng Nát Thời Điểm Nàng cẩn thận tại trong trí nhớ lùng tìm bộ dáng của người này, nhưng mà đáng tiếc, trong trí nhớ cũng không có nửa điểm đối phương vết tích. Nhưng đối phương nhìn lại không giống như là đang nói láo, tất nhiên là cùng nàng quen biết mới có thể nói ra như vậy. Hắn là nàng trong mộng cảnh người, tự nhiên cũng là trong trí nhớ nàng cái nào đó bị lãng quên bộ phận tự hồ đã nói lâu không thấy cũng không có vấn đề gì ngươi chính là cái kia thủ lĩnh sát hoa nhài hỏi nếu như ngươi tìm là một cái anh tuấn nam nhân cao lớn như vậy ngươi nên tìm chính là ta không sai cái này nhìn sạch sẽ nam nhân đối với nàng trêu đùa xem ra hoa nhài là đã đem ta quên mất nhưng mà không sao ta gọi tiết hải nhận thức lại một chút ta coi như ngươi đúng rồi sát hoa nhài thì lạnh lùng nhiều ta tìm ngươi là muốn hỏi một số chuyện Tiết Hải không thay đổi nhiệt tình, nói, đương nhiên, ta rất hoan nghênh ngươi tới, bất quá, chúng ta hẳn là đổi chỗ khác, đổi một hoàn cảnh nơi tốt hơn. Tất nhiên hắn dạng này ôn hòa, sát hoa nhài cũng còn không đến mức tại loại này việc nhỏ thượng kế so sánh. Hai người liền đi tới một bên, nơi đó có đầu tiểu hà, rất là thanh tịnh, nước chảy róc rách, ở phía dưới không xa, hoặc một cái, lại chảy vào rộng lớn bình nguyên. Mấy người đang tại bờ sông đem túi nước đổ đầy, nhìn qua bên kia, nhưng là một mảnh thê lương hoa nguyên, nơi này cũng có loại cảm giác đã từng quen biết hai người cũng không có hướng đi cái kia tại thủy cái khác mấy người dọc theo thượng du bờ sông chậm rãi mà đi kỳ thực a à, ta chưa bao giờ nghĩ tới ta lại ở chỗ này cùng ngươi gặp mặt lần đầu gặp mặt thời điểm ngươi vẫn là giống như một thiếu nữ ngây ngô bây giờ nhưng cũng duyên dáng yêu kiều nhưng tính cách này có chút lạnh giống như là một đóa hoa hồng có gai hắn cười nói ký ức tự hồ trở về một chút nàng cũng không phải là từ nhỏ như bây giờ lãnh đạm như vậy tính tình thế nhưng đoạn bị Tiết Hải gọi ngây ngô thời gian lại là cực kỳ lâu chuyện lúc trước ký ức đều là không bể đoạn ngắn. Nàng cũng không muốn đi nghị luận đi qua, đó là tầm thường người mới sẽ hứng thú dồi vào đầu đề đàm luận. Có lẽ vậy. Nhìn xem sắc hoa nhài vẫn như cũ lãnh đạm, tiết hải tiếng thở dài nói ai. Xem ra là sẽ không còn được gặp lại cái kia bộ dáng hoa nhài, ta vẫn cảm thấy khi đó ngươi sẽ càng khiến người ta ưa thích một điểm, đối với hết thảy đều tràn đầy lòng cảm kích, cũng càng đơn thuần, để cho người ta có loại bảo vệ xúc động. Đi qua ký ức phản phất xuất hiện lần nữa ở trước mắt, để cho sát hoa nhài trong lòng táo động nàng mắt liếc tiếp hải nam nhân này tráng kiện lại khôi ngô so với nàng cao một cái đầu bên hông bội đoạn đao áo đuôi ngắn thuộc da giống như là bơi toa tại các địa phương lãng nhân nhưng vô luận như thế nào suy nghĩ đối với hắn người này vẫn là rất khó có nửa điểm ký ức cho nên nàng cũng không đi hao tâm tổn trí đi từ trong trí nhớ của mình đem hắn cho lật ra tới chỉ chuẩn bị hỏi đề nhận được đáp án liền tốt cái kia mập mạp nói ngươi biết đáp án cho nên ta tới ta không phải là tới nói chuyện cũ cũng không phải tìm về đi qua chính mình chỉ muốn biết trong tay ngươi đáp án, ngươi nói cho ta biết, ta liền rời đi, nếu là có điều kiện gì, cũng có thể nói ra, ta có thể cân nhắc. Khi nàng nói xong, Tiếp Hải nhìn nàng một mắt, tiếp đó cười, cười còn rất vui vẻ, cũng không biết đang cười thứ gì. Ngươi thật sự càng ngày càng để cho người ta rất khó thích. Hắn cười nói, bất quá cũng rất giống có một chút khả ái. Tên kia, chính là ngươi nói mập mạp, mặc dù là có chút béo, nhưng ta nói cho ngươi, hắn ghét nhất người khác nói hắn như vậy, hắn nói không sai, đáp án trong tay ta nghe hắn thừa nhận, ít nhất để cho sát hoa nhài một trái tim thoáng thả xuống. Điều kiện sao? Hắn ỉ vào chiều cao của mình, giống như trên cao nhìn xuống dùng một loại cưng chiều ánh mắt nhìn sát hoa nhài, cái này khiến sát hoa nhài rất không thích, nhưng cũng không có phát tác tại chỗ. Giống như cũng không có. Đối ngươi mà nói, ta cũng không thích dùng điều kiện cái từ này, hoặc có lẽ là, ta và ngươi ở giữa cũng vô dụng nói về điều kiện. Có ý tứ gì? Càng là đồ miễn phí, liền càng là đắt đỏ, sát hoa nhài thế nhưng là biết đến vô cùng rõ ràng, ánh mắt của nàng cũng càng thêm băng lãnh. Vừa thấy được sắc hoa nhài cái biểu tình này, tiết hải cũng là khoát tay lia lịa, lui về phía sau nửa bước. Quy, ta thế nhưng là hảo tâm phải nói cho ngươi, ngươi không cần nhìn ta như vậy a. À. Làm cho ta giống như đã làm sai điều gì, ngươi yên tâm đi, ta nói qua không có điều kiện, liền chắc chắn là không có điều kiện. Mặc dù vẫn là hoài nghi, thế nhưng là sát hoa nhài cũng đang suy nghĩ đựng là không phải mình cẩn thận quá mức. Hảo, ngươi nói đi. Nàng hòa hoãn thần sắc đạo tiết hải cũng rất là dáng vẻ bất đắc dĩ bất quá hai chữ này mới vừa ra khỏi miệng thì thấy đến sát hoa nhài cái kia lãnh nhược băng sương ánh mắt dọa đến hắn nhanh chóng bổ cứu nói không có bất quá không có bất quá kỳ thực a đáp án xa cuối chân trời gần ngay trước mắt chỉ là ngươi một mực cũng không có chú ý mà thôi hắn lời nói vẫn chưa nói xong đột nhiên một đạo lôi quan từ trong tinh không vạn lý bổ xuống vốn là còn tưởng rằng muốn giết tiết hải diệt khẩu kinh động sát hoa nhài vội vàng muốn đi bảo vệ cái này muốn ra miệng đáp án nhưng lập tức phát hiện, mục tiêu cũng không phải hắn, mà là giấc mộng này. Giật mình tỉnh lại sau đó, sát hoa nhài cũng là vội vàng đối với Tiết Hải hô, nhanh lên nói cho ta biết, đáp án đến cùng là cái gì. Tiết Hải kinh hải làm ra phòng bị tư thế, móc ra bên hông khố đao, thân thể hơi hơi cung lên. Nghe tới sát hoa nhài âm thanh, mới bừng tỉnh, nguyên lai là giấc mộng này phải kết thúc. Hắn đứng thẳng người, đem khố đao thu hồi, mặt mỉm cười nhìn về phía nàng, bờ môi mấp máy, nói xong một ít lời, nhưng âm thanh cũng đã bị cái này tan vỡ thế giới cho ngăn cách sát hoa nhài không lấy được gì cả ngay sau đó xé rách cùng nát bấy giống như ánh sáng tràn ra vô số lấm ta lấm tấm âm thanh tiêu thất hết thảy đều yên tĩnh trở lại sau cùng chính là chính nàng mắt thấy chính mình hóa thành hư vô sát hoa nhài từ trong mộng cảnh giật mình tỉnh giấc ngươi cảm giác thế nào khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy chính là lại gần tô hàng nghe được cũng là hắn quan tâm nàng không nói chuyện chỉ là cúi đầu xuống nhìn mình hai chân xuất thần mộng lại chân thật như vậy, nàng có thể nhớ lại bắt đầu sinh hết thảy, phản phất tự mình kinh nghiệm mà chân thực phát sinh sự tình. Hoảng hốt rất lâu, mới đón nhận chính mình là từ trong mộng tỉnh lại, đáp án kia cũng bất quá là chút tàn phá mảnh vụn. Ta à không sao. Nàng tiếp nhận tô hàng đưa tới thủy, nhẹ giọng đáp lại. Tô hàng trong lòng còn có rất nhiều lo nghĩ, thậm chí còn đang hoài nghi cái này đột nhiên trở về sát hoa nhài có còn hay không là hắn nhận biết cái kia. Nhưng bây giờ tự nhiên không phải hỏi những vấn đề này thời điểm. Đây là thiên sơn tuyết liên cam lộ, có an thần tác dụng, ngươi thiếu uống một chút, nhiều ngược lại không tốt. Tự hồ cũng đã quen Tô Hàng lúc nào cũng có thể móc ra một chút hiếm hoi bảo vật, nàng thuận theo gật gật đầu, chỉ là nhàn nhạt thấm ướt cổ họng của mình, liền đem còn lại hơn phân nửa trả lại. Bất quá Tô Hàng giao cho sát hoa nhài. Chương 777, giật mình tỉnh giấc cùng kinh biến. Tô Hàng cũng không phải không yên lòng nàng, chỉ là bởi vì cái kia trong bụng còn ẩn giấu một cái làm cho người hoảng sợ đồ vật. Ai cũng không biết hắn sẽ làm ra cái gì, cho dù hắn bây giờ bất quá là một cái hạt giống. Đợi đến sát hoa nhài cảm xúc hơi ổn định chút, Tô Hàng mở miệng hỏi, ngươi là có hay không còn nhớ rõ chuyện lúc trước. Bất quá giấc mộng kia quá trình, để cho lúc này sát hoa nhài nhìn phá lệ mỏi mệt, Tô Hàng vốn hẳn nên để cho nàng nghỉ khỏe sau đó, mới hẳn là đến hỏi nàng. Nhưng thật sự là lo lắng lúc này sát hoa nhài tinh thần phải chăng còn là bình thường, Tô Hàng không thể không xác nhận tin tường. Sát hoa nhài tự hồ cũng nhìn ra ý nghĩ của hắn, phối hợp gật gật đầu, nhớ kỹ ngươi có thể cùng ta nói một lần sao? Hảo. Sát hoa nhài đáp lời, liền bắt đầu nhớ lại mộng bắt đầu phía trước phát sinh sự tình. Cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào sông vũ trong mộng, muốn đem nó tỉnh lại. Ít nhất đây là chính xác, mặc dù còn không thể trăm phần trăm vững tin thân phận của nàng, nhưng ít ra cũng là yên tâm hơn phân nữa. Lại chuyện sau đó, ta chính xác tiến nhập song vũ mộng, nhưng ngươi không có, chờ ta sau khi tỉnh lại, phát hiện ngươi tựa hồ còn tại trong mộng, nhưng nghĩ đến hẳn không phải là cùng ta tiến vào cùng một cái mộng, ngươi đi nơi nào song hoa nhài ánh mắt phiêu động rồi một lần tân. Ta chính xác không có đi đến sông Vũ trong mộng, ta đi một địa phương khác. Đó là địa phương nào? Sát hoa nhài chậm rãi lắc đầu, ta không biết. Nàng nói dối, nhưng liền chính nàng cũng không biết tại sao mình lại nói dối, có lẽ là cuối cùng cái kia thanh âm đức quảng, có lẽ là nàng không còn tin tưởng tô hàng, nhưng bất luận là nguyên nhân gì, nàng cũng không có lựa chọn đem song nguyệt thôn chân tướng nói cho tô hàng. Mà tô hàng cũng đồng dạng nhìn ra, Sắc hoa nhài đang nói láo, nhưng hắn bất động thanh sắc tiếp tục hỏi, ngươi có thấy cái gì sao? Hay là cảm ứng được cái gì? Tỉ như bụng của ngươi bên trong viên hạt giống kia. Sát hoa nhài vẫn lắc đầu, không có gì cả, nó cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Mặc dù lần này tô hàng cũng không có cảm thấy nàng đang nói láo, nhưng vẫn là lựa chọn hỏi một câu, ta có thể sờ một chút sao? Tự hồ là đang biết sát hoa nhài trong bụng có một cái tà đế phục sinh hạt giống sau đó, lần thứ nhất nếm thử đi tiếp xúc, tô hàng cũng có chút lo lắng. Do dự một chút, sát hoa nhài vẫn gật đầu, hảo nàng đem hai tay mở ra tại hai bên, đem bụng lộ ra, mặc dù còn cách quần áo, nhưng trường hợp như vậy đã có chút mập mờ. Tô Hàng cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn cũng không mang theo nửa phần tà niệm, chỉ là muốn đi rõ ràng cảm thụ một chút viên hạt giống kia sức mạnh, đưa tay phải ra, tiếp đó đụng phải em ái tơ lụa quần áo, tại hướng phía trước đưa tới một bước, liền cùng cái kia vòng eo thon gọn đụng vào. Rất nhu rất mềm, đây cũng là Tô Hàng cảm giác đầu tiên, nhưng lập tức cái kia cổ cường đại sinh mệnh lực tại lòng bàn tay của hắn nổ tung một dạng truyền tới. Tô Hàng lập tức con ngươi phóng đại, hai mắt mở ra, hắn là khiếp sợ như vậy. Nhưng hắn cũng không phải là chưa từng va chạm xã hội người, rất nhanh liền để chính mình trấn định lại. Nghĩ thầm, nếu là lúc này, trực tiếp đánh vào một đạo linh khí, không biết có thể hay không liền đem tà đế giết chết, hơn nữa có thể đem sát hoa nhài cũng cứu được. Nhưng do dự một chút, Tô Hàng vẫn bỏ qua ý nghĩ này, hắn không muốn bí quá hóa liều kết quả là để cho sát hoa nhài liền cuối cùng này mấy ngày đều bị đánh tan hơn nữa cổ này sức sống mãnh liệt, chỉ sợ bộc phát ra kết quả là sát hoa nhài không thể chịu đựng. Ngươi cảm giác được cái gì? Gặp tô hàng trong tay một mực đặt ở trên bụng của mình, sát hoa nhài liền chủ động hỏi. Mặc dù biết tô hàng bất quá là đang cảm thụ trong bụng viên hạt giống kia sức mạnh, nhưng mà dạng này một cái nam nhân xa lại đi chạm đến chính mình, cho dù là cách quần áo, nhưng cũng vẫn là để sát hoa nhài có một tí ngượng ngùng. Tô hàng cũng là tỉnh lại, hắn như nói thật, sinh mệnh lực, sức sống rất mãnh liệt, ta thậm chí không cách nào tưởng tượng hạt giống này một khi sau khi chín, cái kia muốn đản sinh ra như thế nào quái vật đi ra. Đúng vậy a. À. Sát hoa nhài đáp, khóe miệng của nàng mang theo một tia nụ cười như có như không. Tô hàng tâm run rẩy một chút, so với vừa rồi cảm nhận được hạt giống sinh mệnh lực còn muốn cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Sát hoa nhài loại sửa đổi này là cỡ nào không bình thường, nếu là lúc trước, hắn tất nhiên lại muốn nhắc lại một lần để cho tô hàng nếu như giết nàng, lấy ngăn cản cái này mạnh đại quái vật sinh ra, mà bây giờ nhưng thật giống như rất hài lòng bộ dáng. Hắn không nói gì thêm, nhìn xem bởi vì hưng phấn hơi có chút hồng nhuận sắc mặt sát hoa nhài, chỉ nói, ngươi mới vừa vặn tỉnh lại, hay là trước nghỉ ngơi một chút a, à, song vũ bên kia còn cần ta đi trong non, ta đi trước. Sát hoa nhài gật đầu, tô hàng tiện đi mở. Thế nhưng là hắn cũng không có đi xa, núp ở phía sau cây, hướng về sát hoa nhài nhìn sang. Thế là thì thấy đến một nữ nhân đang vuốt bụng của mình, thì thầm trong miệng cái gì, nhưng tô hàng đồng thời không có cách nào nghe được loại trạng thái này chắc chắn là không bình thường, chỉ có thể chờ đợi sau đó dò xét một hai, nếu là vẫn như cũ như thế, tô hàng tiện không thể không khai thác một chút cực đoan thủ đoạn. Tại sát hoa nhài hôn mê trong khoảng thời gian này, đại khái chừng một ngày, song vũ đã tu dưỡng không sai biệt lắm, cùng sát hoa nhài nói đi trong nông song vũ cũng chỉ là mượn cớ, nàng lúc này đã sớm bình thường, lại đi tìm tỷ tỷ của mình. Cùng song vũ ước định thời gian, tại lúc hoàng hôn, liền một lần trở về, để cho tô hàng biết an toàn của nàng. Bây giờ liền cũng là đến thời gian, Tô Hàng đang ngồi ở dưới cây chờ lấy. Nơi này hoàng hôn cùng phía ngoài hoàng hôn cũng không giống nhau, không có ráng chiều, không có mặt trời lặn, cũng không có bóng đêm bao phủ. Hoàng hôn là một loại màu xám trạng thái, xen vào trắng cùng đen ở giữa màu sắc, hết thảy tất cả đều bịt kín một lớp bụi sắc, mông lung, để cho hết thảy đều nhìn không rõ ràng, mà loại trạng thái này sẽ kéo dài một giờ. Nhìn lên trước mắt màu xám qua nửa cái giờ, cuối cùng là chờ đến trở về song vũ. Tô Hàng tiện cũng nên đón tiếp lấy. Nữ nhân kia thế nào? nàng tỉnh chưa xem ra nàng là cũng không tìm được gì bằng không thì cũng không đến mức chủ động hỏi tô hàng sát hoa nhài sự tình đã tỉnh lại nhưng tựa hồ tiêu hao rất lớn ta liền không có quấy rầy nhiều nàng để cho nàng trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi ngươi đây mặc dù có thể thấy được nàng không có thu hoạch nhưng vẫn là muốn hỏi qua một lần song vũ lắc đầu trước một bước hướng về tô hàng vừa rồi đang ngồi chỗ đi đến đại tỷ cùng tên lường gạt kia cũng không biết đi nơi nào ta đem phía trước tách ra khỏi bọn họ chỗ đều tìm qua một lần nhưng vẫn là không phát hiện chút gì. Gặp nàng có chút thất lạc, Tô Hàng tiện an ủi, đối với tỏa yêu tháp quen thuộc, không ai có thể so hơn được với người nhóm kinh vũ nhất tộc, chỉ sợ là bị cái gì ngăn cản, an toàn, ngươi ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Ta cũng không phải lo lắng đại tỷ an toàn, đại tỷ bản sự trên ta xa, ta đều không chết, đại tỷ tự nhiên cũng không khả năng dễ dàng chết, ta chỉ là đang nghĩ, đại tỷ có thể hay không. Chương 778, Đồng Quy Vu Tận Ý Nghĩ Tô Hàng cũng là sững sờ, hỏi vội có thể hay không cái gì. Không có gì, có thể cũng chỉ là ta suy nghĩ lung tung. Đại tỷ như thế nào cũng sẽ không làm ra loại sự tình này. Gặp nàng che che lấp lấp, tô hàng không thể không truy vấn, nếu là có khả năng tồn tại loại này, vậy chúng ta thì không khỏi không đem hắn đặt ở cân nhắc bên trong. Bây giờ cũng không phải chính ngươi liền có thể làm ra quyết định thời điểm. Tô Hàng đột nhiên nghiêm túc lại nghiêm túc truy vấn, để cho song vũ cũng là bị hù dọa, có chút e ngại gật đầu, ta đã biết ta bất quá chính là lo lắng đại tỷ sẽ đi hủy đi tòa này tỏa yêu thác hạch tâm, chúng ta tổ tiên viên kia nội đang, nhưng nghĩ như thế nào đều cũng không có thể mới là, đại tỷ thế nhưng là tối tôn trọng tiên tổ, tuyệt sẽ không làm ra loại này vứt bỏ sự tình. Song Vũ nói, đã thấy đến một bên tô hàng trầm mặt. Nàng có chút nghi hoặc nhìn hắn, nói, ngươi thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đại tỷ thật sự sẽ làm như vậy sao? Nhưng không nghĩ tới tô hàng thật sự liền gật gật đầu, ngươi không phải cũng đã nói, ngươi đại tỷ là tối tôn trọng tổ tiên, nhưng nếu là ngay cả tiên tổ đều phải không cách nào bảo trụ, như vậy trước đó, nàng có lẽ sẽ tự mình đem tổ tiên nội đang hủy đi. Để cho tà đế cùng chúng ta mọi người lựa chọn chết ở chỗ này, để cho nguy hiểm triệt để bóp chết trong trứng nước. Song Vũ tưởng tượng, cũng cảm thấy Tô Hàng nói giống như có chút đạo lý, vội vàng hỏi, chẳng lẽ đại tỷ thật muốn làm như vậy? Thế nhưng là chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền muốn bồi tiếp quái vật kia cùng chết sao? Rõ ràng tử vong đối với dạng này một cái tiểu cô nương tới nói, vẫn là quá mức đáng sợ. Không được, ta không thể nhìn đại tỷ làm loại chuyện này, ta muốn đi ngăn cản nàng, chắc chắn còn có những biện pháp khác, khẳng định có thể ngăn cản đi tên kia, bảo hộ đại gia mệnh. Song Vũ rất là kích động đứng dậy, liền muốn chạy đi. Nhưng bị Tô Hàng cho bắt lại cánh tay. Ngươi lãnh tĩnh một chút. Tô Hàng trầm giọng nói, ngươi coi như thế đi qua, cũng cái gì đều không giải quyết được. Nhưng mà Song Vũ lại một cái bỏ rơi Tô Hàng tay, nói ta mặc kệ, coi như ngăn chặn đại tỷ, ta cũng không thể để đại tỷ làm như vậy, nếu là thật để đại tỷ hủy diệt tổ tiên ở bên trong đan, đại tỷ sau khi chết muốn thế nào đi đối mặt tiên tổ? Đây là một cái đối với tiên tổ sùng bái như thế nhiệt tình chủng tộc, Tô Hàng cũng không cố ý thay đổi bọn hắn đối với tổ tiên sùng bái. Ta biết ngươi ý nghĩ, ta và ngươi ý nghĩ cũng giống như nhau. Coi như bị bỏ lại, Tô Hàng vẫn là bắt tới. Vốn là cái tay kia cổ tay liền tương đối tinh tế, Tô Hàng cũng vô dụng lực liền bắt được, mà lần này, hắn cũng là nhẹ nhẹ chụp lấy, cũng không để cho song vũ có nửa điểm tránh ra khả năng ngươi nghe ta nói hắn dùng sức hô bây giờ còn bất quá là giả thiết chúng ta trước tiên có thể tới xác nhận nếu là không có ngươi như vậy kích động không có chút ý nghĩa nào sao vốn là cho rằng loại chuyện như vậy có thể không lớn song vũ cũng là hơi tỉnh táo chút nhưng nàng hay là hỏi nhưng nếu là chúng ta đi qua nhìn đến đại tỷ đâu vậy thì trực tiếp động thủ đem nàng bắt được lúc này nói cái gì cũng là giả chỉ có trước một bước ngăn cản nàng sau đó lại cân nhắc nói chút đạo lý hảo ta nghe lời ngươi có lẽ là tô hàng là cái để cho người ta người đáng giá tín nhiệm song vũ cũng không có hoài nghi liền đáp ứng xuống nhưng nàng cũng có nghi vấn đại tỷ thế nhưng là rất mạnh so với ta đều lợi hại hơn ngươi ngay cả ta đều đánh không lại sao có thể ngăn cản nàng nói tự nhiên là lần trước bị vây ở cái kia trong không gian bị đánh ngất đi lần đó nhưng đó bất quá là bởi vì tại đã nhận lấy một đợt công kích sau đó mới cùng song vũ đối đầu nhờ vậy mới không có đánh qua ngươi yên tâm đi ta mới chiếm được một kiện pháp khí vừa vặn có thể đối phó bá phượng ngươi nếu là không tin tưởng, cũng có thể trước tiên thử một lần. Tô Hàng nói tính trước kỹ càng, cũng là thật sự hù dọa song vũ. Thôi được rồi, đã ngươi có biện pháp, vậy liền nhanh chút a, à, ta sợ đại tỷ đã bắt đầu. Nói xong, liền muốn đi, nhưng Tô Hàng vẫn là giữ nàng lại. Làm cái gì? Song vũ nghi ngờ quay đầu hỏi, thậm chí muốn tránh thoát mở Tô Hàng bắt được cổ tay mình đại thủ, cái tay kia rất lớn, cũng rất có lực, ấm áp để cho nàng cảm giác rất là cổ quái. Tô Hàng nói, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta còn có một người đúng, nữ nhân kia. Song Vũ mới nhớ tới sát hoa nhài. Nàng như là đã tỉnh, vậy liền để nàng ở chỗ này chờ tốt, ngược lại tại ta tìm được nàng phía trước, nàng cũng chỉ là một người, cũng không nhìn thấy nàng xảy ra vấn đề gì a. À. Song Vũ chuyện đương nhiên nói. Song Vũ nếu là ở mộng cảnh phía trước nói loại lời này, Tô Hàng có lẽ sẽ để cho sát hoa nhài một người ở chỗ này chờ, nhưng mà tại cảnh trong mơ sau đó, gặp lại sát hoa nhài cái kia quỷ dị khó lường nói nhỏ sau, Tô Hàng liền không dám làm như thế, chính là bây giờ cách nàng xa như vậy, hắn đều không còn yên tâm như vậy. Hắn lắc đầu, ta không có cách nào làm đến, ta nhất thiết phải mang theo nàng cùng một chỗ. Ngươi chẳng lẽ ưa thích nữ nhân kia, làm sao lại đau lòng như vậy nàng? Ngược lại ta mặc kệ, ta nhất định phải bây giờ đi tìm đến đại tỷ. Song Vũ có chút hung hăng càng quấy đạo. Tô Hàng lại không biện pháp đem lo lắng của mình nói cho Song Vũ, nếu là cùng bọn hắn nói, giải quyết đi lần này nguy hiểm biện pháp đơn giản nhất chính là giết sát hoa nhài, mà không cần đi hủy đi cả tòa tỏa yêu tháp, dùng sinh mệnh của tất cả mọi người tới vì chôn theo mà nói, chắc chắn tại chỗ sát hoa nhài tính mệnh liền khó giữ được. Dù cho cuối cùng Tô Hàng chọn động thủ, nhưng hắn tuyệt không hy vọng là bây giờ. Hoặc là cùng ta cùng đi, hoặc là đứng ở chỗ này chờ ta, ngươi biết, nếu là không có ta kiện pháp khí kia, một mình ngươi không cách nào ngăn cản ngươi đại tỷ. Tô Hàng ác chế đạo. Song Vũ tức giận trừng Tô Hàng một mắt. Ta đã biết, ngươi cái này gặp sắc phong nghĩa gia hỏa, ta ở chỗ này chờ ngươi chính là. Tô Hàng cũng không đi giải thích, hắn cũng không cần thiết đi cùng một cái tâm trí cũng không thành thục nữ hài đi giải thích cái gì. Chỉ là chậm rãi buông ra song vũ cổ tay, xác nhận nàng thật sự không có lập tức đào tẩu ý tứ, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Hảo, ta đi một chút liền đến. Tô hàng đi ra. Song vũ nhìn mình trên cổ tay còn để lại tới ấn ký, đã bị trảo lưu lại bàn tay màu đỏ, bất quá thân thể của nàng tự nhiên là sẽ không cảm thấy đau đớn, chỉ là giống như vừa rồi tô hàng cầm thật chặt xúc giác nhưng vẫn là có thể cảm nhận được. Không biết vì cái gì, song vũ nhưng có chút thích loại cảm giác này loại kia mạnh mà hữu lực gò bó để cho nàng cái này chưa bao giờ sợ qua bất kỳ vật gì tính tình lại cảm nhận được cảm giác an toàn cái này hỏng bét cảm giác để cho lòng của nàng rất ngứa nhưng lại không biết là nguyên nhân gì bực bội đối với không khí mắng câu gia hỏa này cùng tên lường gạt kia một dạng đều không phải là người tốt lành gì hắn nếu không phải là cái gì tiên đoán chi tử ta nhất định phải đem cái này người xấu cho tháo thành tám khối tô hàng tự nhiên là không biết có người ở sau lưng của hắn nói như vậy hắn nói xấu nhưng coi như nghe được, hắn cũng sẽ không để ý chính là. Chương 779, Thiên hạ đệ nhất trận pháp. Tô Hàng lúc trở về, sát hoa nhài đã sớm mở mắt ra. Lúc vừa rồi Tô Hàng cùng song vũ ở bên ngoài cãi vã, nàng cũng đã tỉnh. Thậm chí là nghe được một chút Tô Hàng cùng song vũ nói chuyện nội dung, nhưng loại này không có lời mở đầu sau ngữ mà nói, nàng cũng đoán không được là có ý gì, nhưng có thể cảm nhận được đối phương cảm xúc. Chuyện gì xảy ra sao? Nghe các ngươi đang rùng đen. Không có gì. Tô Hàng bình tĩnh nói, chúng ta có thể muốn ly khai nơi này. Ân, ừ, thân thể ta cũng không có gì trở ngại, có thể cùng các ngươi cùng một chỗ. Giống như là biết Tô Hàng mục đích tới chỗ này, nàng chủ động nói. Tô Hàng rất cảm kích cực cực đầu. Cứ việc trên mặt nàng mỏi mệt cũng không hề hoàn toàn rút đi, nhưng vẫn là cố gắng đứng lên, Tô Hàng vội vàng đi tới nâng, một cái tay kéo tại cánh tay của nàng, muốn đem nàng đỡ lên, sát hoa nhài ngừng tạm, mặc dù Tô Hàng là xuất phát từ hảo ý, có thể đối nàng, tự hồ có chút quá thân cận cái kia cổ khí tức nam nhân dựa vào là gần như thế, phản phất trong hô hấp xen lẫn rất nhiều, nhưng do dự ở giữa, Tô Hàng đã đem nàng cho nâng. Đứng dậy sau đó, Tô Hàng liền lại lập tức thả ra, không có một tia động tác dư thừa trộn vào trong đó. Lúc này, nàng liền càng không có đạo lý đi chỉ trích. Tô Hàng vẫn là không yên lòng hỏi một câu, ngươi còn có thể tiếp tục sao? Sát hoa nhài gật gật đầu, ta có thể. Tất nhiên chính nàng kiên trì, Tô Hàng liền cũng không tốt lại nói cái gì. Nhưng vẫn là cẩn thận đi theo bên cạnh, nếu là sát hoa nhài xảy ra vấn đề, hắn cũng có thể lập tức đi lên giúp đỡ nàng. Bất quá, loại lo lắng này cũng là dư thừa, vốn là sát hoa nhài cũng bất quá chính là tinh thần một chút mỏi mệt, uống xong tô hàng cho cái kia tuyết liên lộ, liền tinh thần rất nhiều, cơ thể lại không có vấn đề gì, thoáng quen thuộc sau đó, liền cũng có thể bình thường đi lại. Chỉ chốc lát sau, liền cùng song vũ gặp mặt. Giống như tự nhiên liền mang theo địch ý, đối với sát hoa nhài, song vũ nhìn cũng không như thế nào nhiệt tình, liền câu nói biết cũng không có nói bất quá là nghiêng đầu đối với tô hàng hô, bây giờ có thể đi đi. Nghe tựa như là cùng tô hàng trưng cầu ý kiến, nhưng nàng chính mình liền trước một bước đi. Tô hàng bất đắc dĩ cùng sát hoa nhà nhìn nhau một cái, không thể làm gì khác hơn nói, chúng ta cũng theo sau A, chỗ kia cũng chỉ có hắn biết. Định luật Murphy nói cho chúng ta biết, khi một việc tồn tại làm hỏng khuynh hướng, như vậy thì nhất định sẽ làm hỏng. Cũng đúng như tô hàng hai người đoán như vậy, tại dưới nhất của tỏa yêu tháp, là so với tầng thứ bảy còn thấp hơn một tầng chỗ, tòa kia trên đài cao cúng bái chính là nhẹ vũ tộc tổ tiên nội đan. Bốn phía trải rộng đủ loại phù văn, tầng tầng trên không trung xếp, tràn ngập ở bên trong đang chung quanh. Chính là bá vượng, cũng không có lập tức liền hủy đi những thứ này, ở đây thật sự quá mức tinh mỹ, bất luận cái gì nhìn thấy đây hết thảy người cũng sẽ không không khỏi cảm thán cái này quỷ phủ thần công kỹ nghệ. Đệ nhất thiên hạ trận pháp đại sư tự mình thiết kế tòa trận pháp này, lợi dụng viên kia cường đại cổ thú nội đang cấu tạo toàn bộ tỏa yêu tháp tầng dưới chót cơ cấu, cũng làm cho cả tòa tỏa yêu tháp trở thành thiên hạ kiên cố nhất không thể gãy lồng giam. trăm ngàn năm qua chưa bao giờ có bất luận kẻ nào có thể từ trong thoát đi. nếu là tô hàng ở đây hắn có thể một mực tiếp tục chờ đợi cho tới khi ở đây tất cả tạo thành đều cho hiểu rõ mới bằng lòng bỏ qua. bất quá đối với bá phượng tới nói nàng cũng không phải tới đây đi thưởng thức những thứ này hỗn tạp trận pháp nàng cũng không cần hiểu rõ những thứ này. bởi vì muốn hủy đi nó cũng không lo lắng những trận pháp này sẽ phản vệ. mặc dù phức tạp lại tinh mỹ nhưng tự hồ vị kia đệ nhất thiên hạ trận pháp đại sư cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, nếu là có người đi phá hư nó, cần phải làm sao bây giờ? Có thể là cảm thấy tỏa yêu tháp xem như kiên cố nhất lồng giam, tuyệt sẽ không có người có thể đi tới nơi này thấp nhất, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến, chân chính muốn hủy đi lại là trong coi tỏa yêu tháp giám thị người. Bá Phượng cũng không phải mới vừa đến ở đây, kỳ thực từ dưới đến tầng thứ bảy sau đó, liền có cái chủ ý này. Đứng ở chỗ này, nàng đã nhìn một ngày, cái gì đều không đi làm, chỉ là nhìn xem muốn tìm được tà để phục sinh hạt giống, lại đi hủy đi nó, đó cũng không phải nói không có chút hy vọng nào, nhưng bá phượng nhưng phải vì chuyện này lưu một đầu đường lui. Nếu là thất bại, cũng chỉ có thể hủy đi đây hết thảy, làm cho tất cả mọi người đều lưu tại nơi này, bao quát tính mạng của mình. Nàng cũng không để ý, từ nàng bắt đầu gánh vác tộc trưởng vị trí này lúc, nàng liền biết chính mình có thể sẽ trả giá cái gì, ở trong đó cũng bao gồm tính mệnh. Khi từ trong tay mẫu thân của mình tiếp nhận nhất tộc ấn tính và dây đeo triện lúc, nàng liền cùng mẫu thân hứa hẹn qua, sẽ đem kinh vũ nhất tộc truyền thừa xuống. Nhưng là bây giờ, nàng nhưng phải chối bỏ trước kia cùng mẫu thân hứa hứa hẹn, nàng không biết, khi nàng hồn quy địa phủ, đối mặt mẫu thân chất vấn, nàng lại muốn trả lời như thế nào. Có lẽ cũng chỉ có thể không phản bác được. Nhưng lại tại nàng xuất thần đi thương lúc, từng tiếng tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến. Bá Phượng còn không đến mức đã mất đi cảnh giới, nàng lập tức khẩn trương lên, nhìn về phía hành lang chỗ sâu. Âm thanh bắt đầu từ nơi đó truyền đến, tiếng bước chân trầm trọng tại trong lối đi nhỏ quanh quẩn, giống như là cố ý để cho nàng nghe được. Thế nào lại là ngươi? Nhưng chờ gặp đến người tới lúc, bá phượng nhưng là gương mặt kinh ngạc. Vì cái gì không phải là là ta? Trốn ở màu đen dưới mũ trùng nam nhân nhẹ giọng cười nói. Ngươi trở về để làm gì? Bá phượng mắt quan lạnh lùng, ngữ khí rất lạnh hỏi, ở đây đã sớm cùng ngươi không có quan hệ, ngươi cũng đã đáp ứng tuyệt sẽ không đặt chân. Ta chính xác đã đáp ứng. Dưới mũ trùng nam nhân đáp, nhưng bây giờ ta lại là muốn xé bỏ lời hứa của ta một lần nữa về tới đây không ngươi không thể bá phượng có chút bối rối thất thố nói ngươi quên ngươi là hướng ai đáp ứng sao chẳng lẽ ngươi liền không sợ gặp báo ứng sao ta biết ta đương nhiên biết đó là ta yêu sâu nhất nữ nhân ta như thế nào lại không nhớ rõ dưới mũ trùng nam nhân khóe miệng tà mị cười cười nhưng nụ cười này sau lưng nhưng thật giống như mang theo vẻ khổ sở nhưng mà nàng đã chết đây là một cái không cách nào cãi lại lý do tự hồ tử vong liền có thể mang đi hết thảy ân oán bá phượng sửng sốt nhưng cũng ít nhất để cho chính mình tỉnh táo rất nhiều cho nên ngươi là trở về trả thù nàng lạnh lùng chất vấn dưới mũ trùng nam nhân đã nương đến bá phượng bên cạnh không xa từ góc độ của nàng có thể gặp được nam nhân gương mặt kia tự hồ cùng bá phượng trong trí nhớ gương mặt kia không có quá nhiều biến hóa nhưng nhiều chút cảm giác tang thương nhưng cũng không biết nhiều năm như vậy tới hắn ở bên ngoài đã trải qua cái gì nhìn thấy gương mặt này sau đó trong nháy mắt những cái kia qua đời ký ức đều lần nữa trở về. Trước kia nàng là như vậy yêu thích lên trước mặt nam nhân, chỉ là hắn cho tới bây giờ cũng chỉ là xem nàng như là một cái không có lớn lên muội muội, dùng cưng chiều ánh mắt nhìn nàng. Nàng hận hắn, nhưng cái gì đều không làm được. Coi như hiện tại hắn trở về, bá phượng cũng sẽ không lúc trước chính mình, nhưng lại vẫn như cũ cái gì cũng làm không được. Nhưng mà, cũng không cần suy nghĩ tiếp những thứ này. Chương 780, nhiều năm không gặp. Ngược lại tất cả mọi người đều sẽ chết ở đây. Trả thù, nam nhân khinh thường nói ta chưa bao giờ hận qua các ngươi làm sao đến báo thù bị nàng trục xuất ta cũng là cam tâm tình nguyện chưa bao giờ đối với nàng có quá nửa phân bất mãn lại càng không cần phải nói các ngươi ta chỉ là phá đối với nàng hứa hẹn trở về lấy đi một vài thứ đồ vật gì bá phượng nghiêm túc hỏi nàng nghĩ đến nếu món đồ kia phi thường trọng yếu nàng phải chăng muốn ngăn cản hắn nhưng tự hồ ý tưởng này cũng liền mang ý nghĩa nếu là cũng không trọng yếu mà nói nàng sẽ bỏ qua viên kia sống mơ mơ màng màng dưới mũ trùng nam nhân trực tiếp hồi đáp. Nó đã không tại trong tay chúng ta. Bá Phượng đáp. Nam nhân hơi sững sờ, các ngươi đem nó vứt đi. Cái kia yểm yêu tướng nó trộn đi. Nam nhân không nói gì, hắn là nhận biết cái kia yểm yêu, vào lúc đó, hắn thậm chí còn đưa ra nghi bàn bạc, bà, tự nhiên là không tin một cái yểm yêu có thể tín nhiệm. Nhưng lại không có bắt được đám người ủng hộ, sự tình liền bị ngay lúc đó khinh vũ tộc trưởng cho cưỡng ép định rồi xuống. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, lại đi truy cứu ngay lúc đó vấn đề, tự nhiên là không có ý nghĩa gì cái kia yểm yêu ở nơi nào còn ở lại chỗ này tỏa yêu tháp bên trong nam nhân biểu lộ cũng nghiêm túc rất nhiều nhìn hắn là chuẩn bị đem viên kia sống mơ mơ màng màng đoạt về là nhưng nàng thực lực bây giờ đã không phải là trước đây cả tòa tỏa yêu tháp người đều bị giết chết cổ oán khí kia để cho nàng trở nên chưa từng có cường đại so với nghe được sống mơ mơ màng màng bị cướp đi tự hồ toàn bộ tỏa yêu tháp người bị giết chết càng thêm làm cho nam nhân kinh ngạc đây là người nào làm ngay cả tầng thứ bảy cũng là bá phượng gật đầu cái này nam nhân suy nghĩ một chút liền đón nhận chuyện này ngươi không cần phải để ý đến ta sẽ ra tay chỉ là một câu lời đơn giản lại làm cho bá phượng có mười phần cảm giác an toàn tự hồ chỉ nếu là hắn ra tay liền không có chuyện không thể nào nàng còn muốn nói cái gì nhưng cũng không biết đạo phải cùng trước mặt nam nhân này nói cái gì tự hồ liền nói chuyện cũ mà nói cũng bởi vì đối phương là một cái phản tộc người để cho bá phượng không cách nào cùng hắn quá mức thân cận vốn cho rằng hỏi xong sống mơ mơ màng màng tung tích sau đó, nam nhân liền sẽ rời đi, nhưng không nghĩ tới, hắn thế mà chủ động hỏi, rất nhiều năm chưa từng gặp qua ngươi, không biết đạo ngươi trải qua như thế nào. Nghe nói ngươi tự hồ làm nhẹ vũ tộc chức tộc trưởng, thật sự không nghĩ tới trước kia cái kia vừa nói liền đỏ mặt tiểu cô nương cũng có thể làm đến thống ngữ nhất tộc vị trí. Cứ việc bá phượng rất muốn đi cùng nam nhân trước mắt này nói một chút chính mình nhiều năm như vậy tới khổ cực, thế nhưng là thân phận của nàng bây giờ đã sớm không phải cái kia đi theo nam nhân sau lưng đuổi theo chạy tiểu nữ hài nàng đã là nhất tộc tộc trưởng, cũng đảm đương nổi trong tộc gánh nặng. Nàng không thể lại biểu hiện ra mềm yếu cùng ngây thơ, để cho trước mặt cái này phản tộc người kinh thị. Đây là ta hẳn là đi làm. Trả lời mười phần lạnh nhạt, cũng không có nửa điểm muốn cùng trước mặt nam nhân thân cận ý tứ. Dưới mũ trùng nam nhân bất đắc dĩ cười khổ, nhưng cũng cho ngươi đoán được bá phượng tâm tư, hắn không có cưỡng ép muốn đi lôi kéo quan hệ của hai người, chỉ là mỉm cười gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Nói xong, hắn cũng nhìn về phía viên kia tiên tổ nội đang, giống như là lầm bầm lầu bầu nói, thứ này thật sự mỗi một lần nhìn thấy đều phải cảm thán vẻ đẹp của nó, chỉ sợ thế gian lại khó có như thế như vậy xảo đoạt thiên công tác phẩm, có lẽ ngay cả vị kia đệ nhất thiên hạ trận pháp sư cũng không cách nào phục khắc ra giống nhau, đáng tiếc, ngươi dường như là muốn hủy đi nó, nhưng cũng cần phải bị hủy đi, tội lỗi của hắn đã sớm đáng giá nó bị hủy đi. Bá Phượng ngạc nhiên, nói, ngươi biết ta muốn làm gì? Nam nhân lại một bộ chuyện đương nhiên nói, đương nhiên, khi ngươi đứng ở chỗ này, ta liền biết ngươi muốn làm gì. Thế nhưng là ngươi vì cái gì không ngăn cản ta? Ta tại sao muốn ngăn cản ngươi? Bá Phượng ngẩn người, mới nhớ hắn đã sớm không còn là nhẹ vũ tộc người. Cũng đúng, cái này đã sớm cùng ngươi không có quan hệ, trước kia ngươi có thể làm được như vậy vô tình, tự nhiên bây giờ cũng có thể. Đang muốn đi nam nhân nghe nói như thế lại ngừng tạm, dường như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Cứ như vậy rời khỏi, Bá Phượng nhìn hắn bóng lưng, cười khổ một tiếng. Ta tại sao còn muốn suy nghĩ lên hắn? nàng lầm bầm lầu bầu hỏi chính mình nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào nhận được đáp án một lần nữa đem ánh mắt thả lại trước mắt nhưng mà không bao lâu từ trong hành lang lại truyền tới tiếng bước chân có ba người hơn nữa âm thanh nghe rất gấp ba người này không là người khác chính là đuổi tới tô hàng bọn người song vũ vừa thấy được bá phượng liền kích động vọt tới đại tỷ ngươi quả nhiên ở đây tô hàng cùng sát hoa nhài lại muốn hơi chậm một bước đi theo bá phượng tự hồ cũng không nghĩ đến bọn hắn sẽ tìm tới ngươi đi làm cái gì nàng mười phần nghiêm khắc đối với song vũ quát lớn. song vũ cũng có chút ủy khuất nói, đại tỷ, ta biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng đây là không được, ngươi làm như vậy, ngươi một mực tín ngưỡng tiên tổ làm sao bây giờ? bọn hắn sẽ trách tội ngươi. khi song vũ nói xong, bá phượng liền nhìn về phía tô hàng, nàng biết mình cô muội muội này là rất không có khả năng nghĩ tới những thứ này, như vậy cái này cũng chỉ có thể là theo chân cùng nhau đến tô hàng nói, ánh mắt đảo qua lúc, cũng đồng dạng chú ý tới đứng ở bên cạnh sát hoa nhài, nhớ tới trước đây gặp qua một lần. Nàng vừa nhìn về phía Song Vũ, làm ra một bộ nghiêm khắc biểu lộ, ngươi cái gì cũng không biết, đây cũng không phải là ngươi hẳn là trộn, đi tìm đến viên hạt giống kia đi, ở đây không phải ngươi nên ở lấy chỗ. Song Vũ tự nhiên không chịu. Đại tỷ, ta biết ngươi muốn làm gì, chúng ta còn có cơ hội, ngươi tin tưởng chúng ta nhất định có thể tìm được viên hạt giống kia. Bá Phượng không đành lòng đã kích Song Vũ lòng tin, đã nói nói, ta không có không tin ngươi, ta chỉ là làm sao cùng đường lui mà thôi, ngươi đi tìm a, đại tỷ ở chỗ này chờ tin tức của ngươi nàng tự hồ nói rất có lý, cũng là một loại rất hợp lý biện pháp, nhưng Tô Hàng biết trong ánh mắt của nàng đã sớm không có loại kia hy vọng quan, càng nhiều bất quá là một loại tuyệt vọng thỏa hiệp. Nghe tới lời này, Tô Hàng cũng đồng dạng đang chú ý sát hoa nhài biểu lộ. Hắn cũng không yên tâm, một khi nàng xuất hiện loại kia đối với bá phượng các nàng căm hận hoặc ghét bỏ thần sắc, Tô Hàng liền có thể vững tin sát hoa nhài đã bị mê hoặc. Nhưng cũng may, trên mặt của nàng chỉ có bình tĩnh. Dường như là chú ý tới Tô Hàng ánh mắt, sắc hoa nhài thấp giọng hỏi, thế nào? Ngươi sẽ nói cho các nàng biết sao? Cái này cũng là một loại thăm dò. Nói cái gì? Sát hoa nhài không hiểu hỏi. Tô hàng lắc đầu, không có gì. Bên kia, song vũ còn muốn thuyết phục, lại bị bá phượng ngăn lại. Vũ Nhi, ngươi nghe tỷ tỷ, tỷ tỷ tin tưởng ngươi, ngươi cũng muốn tin tưởng tỷ tỷ a. À. Song vũ không biết phải nói gì, tự hồ bị thuyết phục, nhưng lại luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề, nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là một câu nói đều không nói được.